tư thế con quạ. Chào bạn, sau đây là 5 bước đơn giản có thể giúp bạn nhanh chóng thực hiện thành công tư thế con quạ. Mời bạn cùng thực hành với tôi. Dụng cụ: ngoài một chiếc thảm tập yoga quen thuộc, bạn cần phải có thêm 2 viên gạch yoga. Bước 1. Tập áp lực lên hai tay. Ta thực hiện tư thế gần giống với tư thế chồng chuối như bài yoga VB43. Điểm khác biệt là ta đặt hai đầu gối lên hai cánh tay như thế này. 1 phút. Thở đều, chậm và sâu bằng bụng dưới, 4 pha. Tôi xin nhắc là khoảng thời gian tôi dành cho mỗi tư thế ở bài tập này chỉ là tương đối để bạn tham khảo như các mục tiêu tạm thời. Bạn có thể duy trì chúng trong thời gian phù hợp với khả năng của bạn. Ta nghỉ trong tư thế em bé trong giây lát. Bạn nhớ đừng ngồi thẳng dậy ngay sau một tư thế ngược đầu như thế này, tránh gây sốc cho tuần hoàn máu não. Nào, ta ngồi trong tư thế kim cương để chuẩn bị cho bước 2. Bước 2, tăng áp lực lên hai tay. Bây giờ, ta sử dụng một viên gạch yoga để kê dưới đầu, xoay nó dọc theo hướng trước sau như thế này. Phút. Ta làm tương tự như bước 1, chỉ khác là kê viên gạch yoga dưới đầu. Ta nghỉ trong tư thế em bé trong giây lát. Chán tì lên viên gạch yoga nghiêng như thế này. Ngồi trong tư thế kim cương, chuẩn bị cho bước 3.
Bước 3. Tập thăng bằng trên hai tay. Một phút. Trước hết, ta thực hiện tương tự như trên, chỉ khác là ta kê dưới đầu bằng hai viên gạch yoga. Có thể lúc này bạn đã cảm nhận được độ khó đã tăng đáng kể so với ban đầu. Bạn hãy dịch chuyển trọng tâm cơ thể về phía sau một chút, tập cho hai tay tăng cường sức chống đỡ và giữ thăng bằng. Bạn hãy cứ tập như vậy một cách thật kiên nhẫn. Và sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhấc được đầu lên khỏi viên gạch yoga như thế này. Nếu cần, bạn lại đặt đầu trở lại lên các viên gạch yoga như ban đầu. Bạn hãy tập như vậy thật nhiều lần, nhiều buổi. Ta nghỉ trong tư thế em bé như thế này trong giây lát. Và ngồi trong tư thế kim cương để chuẩn bị thực hành bước 4. Bước 4, tập vào tư thế. Ta để hai viên gạch yoga ở vị trí ban nãy để tiếp tục hỗ trợ khi cần đến. Ta sẽ vào tư thế con quạ như cách thông thường. Ba mươi giây. Đặt trọng tâm lên hai cẳng tay, các ngón tay bám chặt lên sàn để tăng cường khả năng giữ thăng bằng. Khoảng cách giữa trán và gạch yoga phải rất gần, mục đích là khi mất thăng bằng ta có thể chạm nhẹ đầu lên chúng để lấy lại thăng bằng mà không bị mất đà làm hỏng tư thế. Nếu bạn chỉ giữ thăng bằng được vài giây cũng đã là tốt rồi. Đó, đây là một ví dụ khi tôi bị mất thăng bằng, tôi chạm đầu lên các viên gạch yoga để lấy lại thăng bằng như thế này. Ta nghỉ trong tư thế kim cương trước khi thực hiện bước cuối cùng. Bước 5, hoàn thành tư thế con quạ. Bây giờ, ta không cần gạch yoga nữa. Ta sẽ thực hành tư thế một cách hoàn chỉnh. Bạn hãy chú ý làm cùng tôi. Đặt hai đầu gối lên hai cánh tay, lên cao nhất có thể. Một phút, đặt trọng tâm lên hai cẳng tay, các ngón tay bám chặt lên sàn để tăng cường khả năng giữ thăng bằng. Một phút là khoảng thời gian tốt để tập luyện sức mạnh, bạn có thể tham khảo và tập luyện sau này. Bạn có thể kết thúc sớm hơn tùy theo khả năng của bạn. Để kết thúc buổi tập,
Bạn có thể nghỉ trong tư thế em bé hoặc tư thế kim cương như thế này trong thời gian bao lâu tùy thích. Chúc bạn tập tốt. Tạm biệt và hẹn gặp lại.